anh ạ. Rất skinny mọi người ơi. Cái này các chị có vòng eo tầm 74 đến tầm 76 size M các chị lấy nhá. Size M. Eo 74 76 giúp em nha. A69 này. Mã số A69 các chị ạ. Eo 60 đến tầm 62 đó các chị nhá. Cái này hơi nhỏ nha. Nhỏ gọn này. Chị nào dưới tầm 45 cân thì lấy sẽ đẹp nhá. A73. Mã số A73. Tiếp này XS luôn 62 64 này. Eo 62 64 nhá. Các chị chốt đơn trên cái dáng quần này. Đây là XS nha. Eo chỉ tầm 62 64 thôi. Em cầm là T75. Chốt đơn cho em con vừa rồi là T75 nha các chị, 150.000 này. Tiếp em này eo 6668 mặc đẹp nhá. Chị nào có vòng eo 68 đến tầm 70 đây là quần ngố á, mặc T1. Eo 68 70 chốt đơn cho em T1 nhá. Cái màu đẹp chưa? Màu quần rất đẹp mọi người nhá. Chị nào có vòng eo cho em tầm 6668 thì lấy cái này. Eo tầm 66 đến tầm 68 thì lấy nhá. Em cầm này là mã số G42 nha. Eo 6668 chốt đơn em vừa rồi là G42. Cái này các chị eo tầm 6668 luôn, chân váy này, chân váy nha. Eo 6668 á, em này là G54 nha. Còn em lên trên cái vừa rồi là G54 đúng không mọi người? Cái jean mềm này. Cái này phong size M đấy, cái màu đẹp chưa? Đây là size M đấy nha, 72-74 size M đấy. Eo 72 đến tầm 74, đây là size M chuẩn. Cái này các chị 150.000 luôn, A86 này. Mã số